Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia kỳ họp. Đại biểu Lê Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Đối với việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử, đại biểu Lê Văn Cường đề nghị để đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất giữa cách hiểu và thực thi luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương thức này. Tôi đề nghị cần bổ sung tại phần giải thích từ ngữ, quy định chỉ định rõ theo luật này, hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử là hoạt động kinh doanh dược thực hiện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến được phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Đại biểu Lê Văn Cường đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung sửa đổi tại điều 7, điều 8 của một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược trong đó cho rằng những nội dung cụ thể được sửa đổi tại Điều 7 mang tính nguyên tắc định hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành dược bao gồm cả việc giải quyết những vấn đề thực tế như việc cung ứng thuốc, cải cách, ưu tiên về thủ tục hành chính.